Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về cách làm cái nón để phòng chống virus corona. Như các bạn đã biết thì cái virus corona này thì hiện nay chưa có vaccine phòng chống, cũng chưa có thuốc để đặc trị nó. Thì chúng ta phải có những cái biện pháp phòng ngừa. Hiện nay chúng ta dùng các cái biện pháp như là rửa tay rồi khẩu trang đồ, nhưng mà theo một số nhà y tế cho biết đó, là cái virus này nó có thể lây lan trong không khí và nó có thể bay theo cái nước bọt để nó dính vào mắt, vào mũi, chứ không phải là chúng ta đeo khẩu trang là đã an toàn đâu. Chính vì vậy một số nhà xuất khẩu Việt Nam đã xuất khẩu qua Hoa Kỳ một cái loại nón có một cái màng trắng phía trước bằng dạng như bằng ni lông, bằng polyca mỏng đó, để chắn trước, để che chắn. Tôi đã xem một số video clip ở Việt Nam thì cái nón này người ta làm thêm cái nón, người ta kẹp theo cái miếng ni lông này thì người ta bán khoảng chừng 100 đến 120 ngàn. Và đối với ở Mỹ này thì cũng có nhập khẩu một số cái nón đó, một số cái nón đó cũng như là một số cái miếng trắng thôi. Hai cái miếng trắng ở bán tại Lido Sài Gòn này thì là giá 10 đồng, 9 đồng 99, 10 đồng hai miếng, thì một miếng là 5 đồng. Vị chi là khoảng hơn 120 ngàn đồng tiền Việt Nam đó. Thì xét thấy là cái miếng trắng này cũng rất đơn giản, thành ra tôi có một cái ý tưởng là làm cái miếng trắng này bằng những cái vật liệu rất là rẻ tiền, những cái vật liệu tận dụng nha. Đầu tiên chúng ta sẽ thử làm nha. Đầu tiên là chúng ta mua những cái chai nước ngọt như thế này. Chiếc ngọt này ở Mỹ ấy, thì là 2 lít đó. Cái bình này bình 2 lít và chúng ta đổ sử dụng hết nước trong đó. Và chúng ta bây giờ chúng ta sẽ làm nha. Thì cái bình này chúng ta sẽ cắt ra. Phần chi tiết này đây là một cái loại bánh keo cũng là rất là dày, không ta sẽ dán lên phía trên. Cái phần này đây chúng ta có một cái mặt đó, mặt trắng rồi. Nếu mà chúng ta gọt lại cho nó tròn tiền vào đây hai cái lỗ, không đóng đây một lỗ này, lỗ này. Chúng ta đã có một cái mặt trắng đó, mặt trắng. Đó. Còn nếu mà chúng ta không, chúng ta cần bấm cái dây thun vào đây, không? Cái dây thun này, ví dụ bây giờ tôi bấm cái dây thun vào đây, chúng ta sẽ có cái mặt trắng đó.
nên bây giờ chúng tôi sẽ không làm cái mặt trắng đó, chúng tôi gắn vào cái nó đây, cái nó đây là cái phần nó chúng ta sẽ cho vào đây. Cái này như các bạn đã thấy, chúng ta trong này có một cái viền, chúng ta sẽ lấy cái viền ra, chúng ta cho, chúng ta canh cho nó.